Dạ, với chuyên gia thiết mạch cổ chân mình chỉ cần đo cái vào vòng cổ chân để mình lựa chọn cái size cho nó phù hợp. Vậy là chỉ đo một vòng cổ chân thôi. Dạ, đo cái vòng cổ chân 20 ạ. à, 20 cm ha. Trên hộp thì mình cũng có cái bảng thông số nè. 20 thì mình chọn cái size M. Size M là từ 19 cm đến 22 cm. Mình chọn cái khoảng giữa. Ở đây mình có 5 size ha. Rồi thì đeo là mình từ ở cái ngón út. Giống như mình đeo một đôi vớ thông thường. Này là vớ suy giãn tĩnh mạch, áp lực nó rất là mịn. Đó, đeo cho nó rất là đẹp luôn. Em có cảm giác khó chịu không? Dạ không ạ. Cái này nếu mà mình đeo thì mình sử dụng rồi bảo quản như thế nào em? Giặt giũ. Dạ vâng, mình cứ xài như một cái đôi vớ, nó áp lực trên cái thành mạch mình đi lại rất thoải mái. Khi mình dùng hàng ngày có dơ thì mình giặt bằng tay và phơi trong mát. À, giặt bằng tay phơi trong mát. Thì cái tuổi thọ nó khoảng được bao nhiêu lâu em? Dạ, cái tuổi thọ của này là xài được cả năm. Áp lực của cái đôi vớ rất là tốt. Giờ mình tránh bỏ vô máy giặt nó bị giãn thôi. À, nhanh giãn hơn. Dạ. Rồi nếu mà như mình suy giãn ở cổ chân thì mình chọn cái này, còn nếu mà suy giãn ở đùi hoặc là đầu gối thì mình sẽ có những cái vớ khác ha. À, cái giá này của hãng là 180 ngàn ha. À, cả nhà thấy nè. Rồi có gì cần thì cả nhà mình có thể liên lạc vào số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.